ra coi nó xuống là mẫu bên này nhé.
đi khi xử lý mềm nó ra thôi, không cần phải ra xì nữa, ra xì nó xong nó đục vặt. Nên làm gì có thời gian để xì? Để giới thiệu hơn kể là bò sắt và tối nó an toàn, nên nó đen quá, nó cực mạnh quá. Cháu vừa lên khối vừa lên nền luôn. Ừ, cũng được.